An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta từ lâu đặc biệt quan tâm. Coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng và cũng là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung buổi hội thảo vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Tại buổi hội thảo đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khẳng định, Bộ Công Thương đã và đang rất tích cực trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi quản lý như tư vấn xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, cơ sở kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm ngành công thương, tư vấn hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp xây dựng mô hình thí điểm chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh thành phố thực hiện xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh triển khai xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp.